Đây là một trận đấu có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với tuyển Việt Futsal Việt Nam, và nó mang lại tinh thần cho đội rất là tốt. Và thực sự là chúng ta biết rằng ở cái sân chơi cao cấp nhất của Futsal thế giới mà chúng ta nghĩ là có được một trận thắng, và nói điều đó là cũng không hoàn toàn không dễ dàng chút nào. Điều này cũng mang lại niềm vui cho người hâm mộ cũng như là cho đội, và bản thân gì đây đây là một cái điều chắc chắn là chúng ta đã lập lại được tái lập được thành tích của năm 2016, lần đầu tiên khi chúng ta tham dự giải và sau hai trận đấu chúng ta đã có một trận thắng, và điều này cũng làm cho đội sẽ có một cái tinh thần tốt hơn cho trận đấu cuối cùng ở trong vòng bảng để chúng ta phấn đấu sẽ là đứng sau đội là đứng thứ ba của bảng. Tất nhiên chúng ta sẽ quyết tâm phấn đấu vào loạt phấn đấu để lọt vào vòng 16 đội, nhưng điều đó hoàn toàn cũng không dễ dàng. Và đặc biệt nó có phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, khi mà chúng ta còn phụ thuộc vào các kết quả các bảng khác cũng như là với tỷ số của trận đấu. Và chúng ta biết rằng Séc là một đội mạnh, bóng rất là mạnh và trên chúng ta rất là nhiều. Tôi cảm thấy rất là vui sướng, tuyệt vời. Một phần lần đầu tiên tham dự nhưng đã được một bàn thắng rất là tuyệt vời và đầy ý nghĩa. Sau trận đấu này thì chúng ta thấy là cầu thủ rất là vui, chúng ta vui và thực sự là cũng đã vượt qua một cái áp lực tâm lý khá lớn. Tuy nhiên thì chúng ta thấy là trong trận tới thì chúng ta sẽ có cầu thủ Trần Văn Vũ, đội trưởng, cầu thủ chủ chốt của đội, bị hai thẻ vàng và sẽ phải nghỉ trận tới. Điều đó cũng rất là khó khăn cho đội, nhưng tôi rất hy vọng là với tinh thần, phát huy tinh thần trận thắng này thì các anh em sẽ gánh vác cho đội trưởng Trần Văn Vũ để chúng ta có một kết quả thật tốt ở trận đấu cuối cùng. Chúc mừng, rất là vui mà chúng ta có một trận đấu rất là nhiều cảm xúc, và kết quả cuối cùng đó là như chúng ta mong đợi, là màu áo trắng đã mang cho ta 3 điểm. Chủ tịch liên đoàn thay mặt thường trực chúc mừng đội, gửi lời chúc mừng đội và thưởng cho đội 500 triệu. Đêm nay thì...